Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ngô Hoàng Official. Thị trường phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên ngày 6 tháng 12 thì là một cái phiên giảm điểm rất là mạnh sau những cái chuỗi ngày FOMO của những cái nhóm cổ phiếu như bất động sản này, thép và ngân hàng. Và đây là cái phiên rũ bỏ mà Hoàng đã kỳ vọng từ thứ 5 và thứ 6 tuần trước. Và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì gần như là đa số những cái nhóm ngành thì đều đóng cửa ở mức giá sàn. Chỉ có duy nhất hai cái nhóm ngành đó là thủy sản và cảng biển là hai cái nhóm ngành mà có cái sức tăng mạnh ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Vậy thì sau cái phiên này thì chúng ta sẽ có những kế hoạch giải ngân như thế nào? Thì Hoàng sẽ để ở phần cuối, Hoàng sẽ chia sẻ. Thì anh chị nào mà theo dõi Hoàng trong thời gian gần đây thì có thể ủng hộ Hoàng một like cũng như một subscribe nhé. Ok, chúng ta sẽ đi vào nhanh đánh giá chi tiết và về cái thống kê của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và anh chị nào muốn tham khảo cái thống kê thị trường này thì có thể truy cập vào vps70.nostock.vn thì truy cập vào hoàn toàn miễn phí. Ok, chúng ta đánh giá ở trạng thái thị trường thì vẫn đang là một cái trạng thái khỏe. Biến động ngày giảm này, biến động T cộng phân hóa, xu hướng T cộng vẫn là tăng. Biến động tuần và biến động tháng thì vẫn là tăng. Thì cho thấy chúng ta kỳ vọng là thị trường đang trong một cái xu hướng trung hạn là vẫn đang là xu hướng tăng. Và sẽ sớm, thị trường sẽ sớm quay trở lại cái đà tăng trong ngắn hạn thôi, bởi vì dài kéo ngắn mà. Vì vậy thì chúng ta sẽ lên kế hoạch giải ngân nếu như thị trường trong phiên ngày mai và hoặc là ngày kia, cùng lắm là sang đến ngày kia mà thị trường tiếp tục giảm thì hoàn toàn là cái cơ hội mở ra để cho chúng ta có thể giải ngân ở trong nhịp mới. Chúng ta nhìn qua cái mã vượt đỉnh ngày hôm nay là HAG, HNG, Dabaco và Liên Việt. Thì đây là nhóm ngành về thực phẩm đúng không? Nhóm ngành thực phẩm. Với cái việc là một phiên giảm mạnh nhưng mà vẫn có mã mà hút tiền mới thì chứng tỏ là dòng tiền chốt lãi ở những cái dòng tăng nóng và bắt đầu nhen nhóm tìm sang những cái dòng khác có những cái giá mà nó hấp dẫn hơn, đúng không? Thì đây là một cái điều chúng ta cần phải để ý. Và gần như là cái việc đảo dòng đang bắt đầu diễn ra. Và cái việc chúng ta cần phải chọn mã như thế nào thì chúng ta sẽ cần phải chọn một cách cẩn thận hơn. Ok, chúng ta nhìn qua cái nhóm leading. Thì nhóm leading hôm nay giảm nhẹ trong một cái phiên chỉ số giảm mạnh và tiếp tục phân hóa, thì chứng tỏ là chỉ có một lượng tiền ít dịch chuyển, có nghĩa là một lượng tiền ít ra khỏi thị trường thôi. Và sẵn sàng cái dòng tiền đó là cái cầu tiềm năng để vào những cái nhóm ngành khác có cái vùng giá hấp dẫn hơn. Ok, chúng ta sẽ đến ngay với cả cái phần là chiến lược thị trường chiến lược thị trường trong phiên giao dịch ngày mai. Hôm nay thanh khoản thị trường tiếp tục tăng vượt trội hơn so với những cái phiên trước. Và với cái biểu hiện như ngày hôm nay thì Hoàng đánh giá là tiền ở ngoài trực chờ vẫn đang rất là nhiều, chỉ chờ cho thị trường quay đầu giảm điểm thì dòng tiền sẽ lập tức lao vào, đúng không ạ? Thì cái xu hướng thị trường sắp tới thì còn tăng hay không thì Hoàng vẫn nhấn mạnh rằng cái xu hướng vẫn thị trường tăng vẫn đang rất là khỏe. Và sẽ sớm thôi thị trường sẽ quay trở lại cái đà tăng. Và cái việc chúng ta cần phải chú ý duy nhất đó chính là cái việc chọn mã. Nó sẽ không còn dễ như cái giai đoạn vừa rồi nữa, mà sẽ cần phải chọn lọc một cách kỹ càng hơn. Và sẽ thiên về những cái kỹ thuật chọn cổ phiếu nhiều hơn. Đó. Và cái dòng tiền mà thoát ra thì anh chị nhớ nhá, đó chính là cái việc dòng tiền thoát ra thì sẽ trở thành một cái cầu tiềm năng. Đó, và chúng ta cần phải quan sát dòng tiền xem vào cái nhóm nào để chúng ta có thể follow theo, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải quan sát kỹ cái ngưỡng ở đây là cái ngưỡng vùng đỉnh cũ này.
là vùng 1040 cộng trừ. Nếu như ngày mai mà có thể về đây thì chúng ta hoàn toàn có thể mở mua, thăm dò. Và nếu như buổi chiều mà có thể giật lên chẳng hạn, giảm sáng nhưng mà chiều giật lên thì hoàn toàn chúng ta có thể mua đủ lô ở trong phiên giao dịch ngày mai. Và với thói quen giao dịch của Hoàng thì Hoàng sẽ chỉ giải ngân vào sau khoảng 2 giờ. Và 2 giờ thì Hoàng sẽ đánh giá thị trường và sẽ quyết định giải ngân vào trong thời gian này. Thì anh chị nào mà có muốn tham khảo những cái view thị trường của Hoàng trong phiên thì Hoàng, thì anh chị có thể truy cập vào cái phần mô tả có đường link room Zalo của Hoàng, thì anh chị có thể vào để theo dõi. Đó, thị trường có thể về backtest lại vùng 1040 cộng trừ, sau đó sẽ tiếp tục đi lên. Và cái xu hướng hiện tại thị trường vẫn đang rất là khỏe anh chị nhá. Và hai cái nhóm ngành mà Hoàng sẽ quan tâm ở trong thời gian tới thì vẫn tiếp tục là ngân hàng và chứng khoán. Và điểm mua như nào thì anh chị vui lòng inbox cho Hoàng để có thể vào room VIP để có thể biết được những cái điểm mua cách sớm nhất. Và anh chị cần lưu ý đó, Hoàng nhấn mạnh lại là cái việc chọn mã ở trong thời gian tới sẽ tương đối là khó khăn, sẽ cần phải rất nhiều những cái kỹ thuật chọn mã. Vì vậy nếu như chúng ta chọn mã sai thì hoàn toàn vẫn có thể lỗ. Đó. Ok. Cái video Hoàng đến đây là kết thúc. Thì anh chị nào mà đang theo dõi cái kênh của Hoàng thì anh chị ủng hộ Hoàng một like cũng như một theo dõi anh chị nhá. Ok, cái video của Hoàng đến đây kết thúc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết cái video này. Hoàng xin cảm ơn.